Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thăm Mát trên Phao Thó. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng.
Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tự mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Bài 12 Đại Kinh Sư Tử Hống, Maha Sihanada Sutta, phân đoạn 068 đến 069, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Thành đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và Nam Mô Buddhaya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điệu ngữ. Thiền Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết là tru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Thaya. Dạ con từ mẫn, xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, để tiếp nối chương trình, con thành kính cúi đầu đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Tề Siêu, Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ con kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Tề Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Dạ Nam Mô Bụt Thaya. Nam Mô Bụt Thaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố Ngài sống mình tiên sống một sự tử, bởi do có nhiều nguyên nhân. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe nói đến mười trí lực của Như Lai, lại có được mười trí lực của Như Lai cho nên giống mình tương sống một sự tử giữa các của chúng. Hôm nay Ngài tiếp tục nói về bốn cái vô sự quý. Chính nhờ thành tựu bốn pháp này mà Ngài đã nhận, tự nhận cho mình là địa vị ngư vương, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng và chuyển phẩm luân.
bốn vua Sử Quyến, tức là bốn điểm mà đời họ có chỉ trích Ngài không có cái sự lo ngại. Bởi vì bốn điểm đó Ngài đã hoàn toàn đạt được, có được. Khi người ta chỉ trích Ngài là người không viên mãn giác ngộ mà tự nhận là viên mãn giác ngộ, Ngài không sợ, Ngài không ngại điều đó, bởi vì Ngài thật sự đã viên mãn giác ngộ. Phiền não chưa đoạn tận mà tự nhận đã đoạn tận phiền não, Ngài chưa, Ngài không sợ điều đó, bởi vì Ngài đã đoạn tận hoàn toàn các lậu hoặc phiền não. Người ta chỉ trích Ngài là người giải pháp, giải những pháp chướng ngại, trong khi thực tế chứ không phải là pháp chướng ngại. Ngài không ngại, không e ngại cái sự chỉ trích đó, bởi vì những điều mà Ngài tuyên bố nó thật sự là những pháp chướng ngại. Người ta chỉ trích Ngài tuyên thuyết những điều không có hiệu năng chứng ngộ giải thoát, Ngài cũng, Đức Thế Tôn Ngài cũng không e ngại cái điều này, bởi vì thật sự Ngài đã thuyết pháp và hội chúng chư thiên, hội chúng sa môn bà la môn, hội chúng sắc đế lị, tất cả những hội chúng đó sau khi nghe pháp Ngài thuyết, họ đã thành tựu sự giải thoát. Hôm nay thì được biết là thượng tọa Tuệ Quyền bận công việc cho nên không có thuyết được, nên thượng tọa Giác Đẳng sẽ điểm khuyết. Vào giờ này xin mời Phật tử MC đọc cho kinh văn của bài học, sau đó thay mặt hội chúng xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng giảng sư hôm nay bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thu lành thay, dạ con từ mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Ngài thượng tọa Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đây con tiếp tục đọc bài chánh văn. Số 12. Đại kinh Sư Tử Thống Maha Sĩ Ha Na Đa Sutta phân đoạn 068 và 069. 068. Bốn pháp vô sở úy. Đức Phật không có bất cứ sự sợ hãi hay e dè nào đối với những chỉ trích đúng pháp. Sự ở đây không phải sự bất chấp, có cơ sở. Bốn sự chỉ trích đúng pháp là không viên mãn giác ngộ tự nhận là viên mãn giác ngộ, phiền não chưa đoạn tận mà tự nhận là đã đoạn tận phiền não, dạy những pháp chướng ngại trong khi thực tế thì không phải là chướng ngại, tuyên thuyết những điều không có hiệu năng giác ngộ giải thoát. Này Sariputta, và con xin sáng hỏi kinh văn. Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, róng tiếng róng con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là bốn? Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một Sa môn, Bà La môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn,
mà quý vị tự xưng đã chứng hoàn toàn này Sariputta. Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng đã đoạn trừ. Này Sariputta, vì ta không thấy đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp, khi được thực hành thời không có gì gọi là chướng ngại pháp cả. Này Sariputta, vì ta không thấy đạt được vô úy. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta đúng pháp rằng pháp do quý vị thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy. Chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 069. Tám hội chúng đáng kể trong tam giới mà Đức Phật lui tới một cách tự tại. Có tám hội chúng có thể thế lực ảnh hưởng trong thế giới nhân thiên. Đức Phật, đấng thiên nhân chi đạo sư, không mãi mai nao núng lui tới với các hội chúng này trong bất cứ trường hợp nào. Bốn hội chúng thuộc nhân loại, là một hội chúng sát đế lỵ hai giai cấp thống trị binh quyền, hội chúng bà la môn hai giai cấp trí thức đạo giáo, hội chúng gia chủ phần lớn thuộc giai cấp trung lưu vận hành nguồn mãi kinh tế xã hội. Hội chúng sa môn là thành phần tu sĩ chuyên hướng về sự tu dưỡng thân tâm. Bốn hội chúng thuộc loài hóa sanh, nhiều thần lực và báo. Hội chúng tứ thiên dương thuộc chư thiên, nhiều tiếp cận với nhân loại. Hội chúng tam thập tam thiên là những chư thiên thượng cấp của tứ thiên vương. Đứng đầu là thiên chủ đế thích. Hội chúng thiên ma và chư thiên cõi tha hóa tự tại, nhiều phước, nhiều quy lực, nhiều tham vọng. Hội chúng phạm thiên là những loài hữu tình, sanh ra bằng năng lực thiền định, quy lực khôn cùng. Tất nhiên những nhân thiên còn nhiều chúng sanh khác trong nằm trong tám hội chúng vừa kể. Như tám hội chúng này có những ảnh hưởng nhất định nên được nêu trong kinh điển, kinh văn. Này Sariputta, có tám hội chúng này: hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng tứ thiên vương, hội chúng tam thập tam thiên, hội chúng mà ra, hội chúng phạm thiên. Này Sariputta, có tám hội chúng này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như vậy, đến gần và vào tám hội chúng này. Này Sariputta, ta nhớ lại ta đã đến hàng trăm hội chúng sát đế lỵ. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sariputta, vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, ta nhớ lại ta đã đến hàng trăm hội chúng bà la môn như trên, hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng tứ thiên vương, hội chúng tam thập thiên, hội chúng mà ra, hội chúng phạm thiên. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có một lý do gì để nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sariputta,
Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, nếu ai biết ta như vậy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên đường. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Con đã đọc xong bài kinh văn. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Quang Hỷ giảng giải bài học hôm nay cho chúng con. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Bồ Tát Giá kính đảnh lễ chư Tổ Chư Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo kinh về kinh số 12 của Trung Bộ là Đại Kinh Sư Tử Hồng. Ở trong bài kinh này, Đức Phật khẳng định về cái thái độ vô úy của Ngài đối với tất cả hành quả, tất cả sự có mặt của Ngài ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Dĩ nhiên Đức Phật là đấng thiên nhân chi đạo sư, Ngài không có e dè hay nao núng hay sợ hãi đối với bất cứ ai. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta nói rằng sự vô úy của Đức Phật có cơ sở chứ không phải không có cơ sở. Ở trên đời này có những người họ không biết sợ, nhưng mà cái không biết sợ của họ là tại vì biết không sợ súng, hay là cái sự không biết sợ của họ là tại vì cái cá tính của họ không biết sợ, hoặc giả là họ không biết sợ là bởi vì họ có sự hậu thuẫn của người khác thì họ không biết sợ. Những cái sợ đó nó không phải là cái cơ sở của tinh thần vô úy của Đức Như Lai. Và điều này chúng ta phải nhớ, ngay cả một người Phật tử bình thường mà nghĩ rằng Đức Phật Ngài mang cái tinh thần vô sở úy vì lý do Ngài là bậc có đại thần lực, đại quy lực, như vậy thì không đủ, không đủ để hiểu về Đức Phật. Ngày hôm qua chúng ta nghe Thượng Tọa Thượng Sư nói về 10 Như Lai lực, tức là về cái cảnh giới thắng trí của Đức Phật. Cái sự hiểu biết của Ngài nó bao gồm những lĩnh vực gì, và với những cái tăng, những cái trí tuệ siêu việt như vậy, Ngài tự nhận địa vị ngư vương, không có khiếp sợ giữa chư thiên và nhân loại. Thì đó là một cơ sở mà chúng ta hiểu về Đức Phật. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta tiếp theo nói về hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất là về bốn vô sở quý, và thứ hai là tám hội chúng. Nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ, thưa quý vị, hay là dịp nhìn cái đầu tượng siêu vương mà chúng ta gọi là Ashoka Pillar, là trụ đá của Hoa Dục, thì chúng ta thấy rằng ở trên cái hình trụ đá đó có bốn con sư tử ngó về bốn hướng. Đầu trụ đá này các nhà khảo cổ thường gọi là Ashoka Pillar, tức là trụ đá A Dục, nhưng mà kỳ thật nói cho đúng đó là trụ đá của chánh pháp vô úy, là chánh pháp không biết khiếp sợ. Có thể nói rằng đây là một bồi biểu tượng tuyệt đẹp. Quý Phật tử nào đã có dịp đến Saranath, nơi chôn chuyển Pháp Luân, đối diện với thánh địa bên kia là viện bảo tàng Saranath, tại đó chứa đựng một cái cổ vật mà quan trọng của Phật giáo và rất là quan trọng của đất nước Ấn Độ, đó là đầu tượng đá chánh pháp vô úy. Một tác phẩm mà được các nghệ nhân tạo cách đây 2.500 năm. Xin lỗi thưa quý vị, 2.300 năm. Thời đó chưa có nền văn minh của Âu Châu, chưa có ngôn ngữ tiếng Anh, thế mà người ta tạo ra một tác phẩm tuyệt mỹ về nghệ thuật. Ở trên tác phẩm này thì đầu tiên chúng ta thấy hình có bốn con sư tử tạc theo cách cách điệu, một cách rất là độc đáo về phương diện mỹ thuật, ngó về bốn phương. Đức thánh vô úy là một đức thánh của chánh pháp, và khi chánh pháp được tuyên ngôn thì không đơn giản chỉ là nói lên sự thật, mà đó là sự khẳng định
Và sự khẳng định đó không có cúi đầu trước bạo lực, không có cúi đầu trước những cái tà giáo. Và lời khẳng định đó bắt nguồn từ bản thân của Đức Phật, là vì đã tuyên thuyết chánh pháp. Và dĩ nhiên là đầu trụ đá vô úy này đó, trước nhất là nói lên chánh pháp, nhưng mà kỳ thật đằng sau đó là đề cập đến điều mà chúng ta gọi là sự vô sở úy của Đức Như Lai, tức là thái độ không có khiếp sợ. Thì khi nãy chúng tôi có nói rằng sự vô sở úy của Đức Phật không phải là một cá tính, hay là do một cái thế lực ủng hộ nào, hoặc giả là do cái lý luận tự nhiên mà Ngài có những cơ sở. Và xuyên suốt trong bài kinh này, Đại Kinh Sư Tử Hống, thì có rất nhiều cơ sở. Hôm nay chúng ta nói hai phần. Tiếp theo bài giảng của Thượng Tọa Từ Siêu ngày hôm qua nói về 10 Như Lai lực. Thì bốn vô sở quý của Đức Phật ngày hôm nay, trước nhất ở đây là Đức Phật, Ngài là bậc giác ngộ viên mãn. Thật ra Ngài không bao giờ sợ người ta chỉ trích rằng Ngài không có giác ngộ viên mãn. Điều này nó tương tự giống như là quý Phật tử là một người thông thạo một cái ngành nghề gì đó, và trong sự thông thạo đó quý vị tuyệt đối có lòng tự tin là nói chuyện gì khác ấy, thì mình không nói được, chứ chuyện mình gọi là mình làm cái nghề mà mình biết ấy, thì chắc chắn là mình không có sợ khi người ta hỏi mình. Có rất nhiều trường hợp Đức Phật cũng như các vị đệ tử thuyết pháp, và các ngài thuyết pháp không có những cái sự sai biệt. Và khi những người khác đặt câu hỏi thì Đức Phật Ngài đưa hai thí dụ. Thí dụ thứ nhất là một kiến trúc sư rất là giỏi tạo dựng lên một thành phố hay một tòa lâu đài. Vị này có thể dẫn những người khác đi bất cứ ngõ ngách nào ở trong thành phố, trong tòa lâu đài, mà một cách hoàn toàn tự tại, không có e dè, không có sợ. Bởi vì đó là một tác phẩm mà bị tạo nên, và vị này quá thông thạo. Và một thí dụ thứ hai là giống như một người thợ thợ bọc mà làm cái bánh xe. Vị này biết tất cả những gì mà liên quan đến chi tiết của công việc làm, từ cách đục đẽo cưa bào, mà vị này không hề bối rối để nói lên những điều đó. Và dầu cho có bao nhiêu người đứng xem thì vị này cũng không có một mảy may là bị nao núng, bởi vì vị này quá thiện xảo ở trong cái tay nghề của mình. Thì quý vị, hai thí dụ này cho thấy rằng một người mà đạt đến cái sự giác ngộ viên mãn, biết những gì mình suy nghĩ, biết những gì mình hành động, biết những gì mình nói, và biết những gì mình tuyên lưu, thì quý vị không có lý do gì bị rất sợ hãi. Thì Đức Phật Ngài là bậc giác ngộ viên mãn, Ngài không hề nao núng khi Ngài nhận rằng Ngài là bậc toàn giác. Và thưa quý vị, điều thứ hai mà chúng ta đề cập đến ở tại đây, khi mà nói về bốn vô sở quý của Đức Phật, là Ngài không bao giờ lo ngại rằng người khác chỉ trích Ngài về việc mà Ngài có đoạn tận được phiền não hay không. Nếu một người mà chưa đoạn tận phiền não mà dám tự nhận mình đã hoàn toàn đoạn tận phiền não thì phải coi chừng. Tại vì có đôi khi trong một hoàn cảnh nào đó, họ sẽ khởi lên những phiền não. Người ta nói như vậy là có nhiều thứ có thể giấu được, nhưng mà phiền não thì khó giấu lắm. Ở trong lúc mà chúng ta sống sung túc đầy đủ, thì có thể là chúng ta rất là hiền hòa, rất là thanh tịnh. Nhưng mà tới khi mà sống thiếu thốn thì con người chúng ta để lộ bản năng của mình. Ở trong lúc mà chúng ta khỏe mạnh, thì có thể là chúng ta có thể sống cách không có phiền não. Nhưng lúc chúng ta bệnh hoạn ương yếu thì chúng ta sẽ để bộc lộ phiền não của mình. Nhưng mà với Đức Phật thì không có chuyện đó. Ngài dù trước mặt hội chúng hay là sống ở trong rừng sâu một mình, dù là lúc mà Ngài rất là khỏe hay lúc Ngài bệnh, những lúc mà Ngài còn trẻ 35-36 tuổi chứng pháp luân ở vườn Ngọc Dạ, và lúc 80 tuổi Ngài đi đến một cái phiến đá ở giữa hai cây long thọ ở tại rừng Bường Sa La, tại Kusinara. Ngài nằm xuống
an nhiên, từ tốn, tỉnh giác của một bậc hoàn toàn giác ngộ, diệt tận phiền não. Không có một mãi mãi gì ở Ngài mà biểu tỏ cái tham sân si. Thật ra Ngài không bao giờ nao núng khi mà người khác nghe Ngài nói rằng Ngài đã đoạn tận phiền não, mà Ngài lộ cái sự phiền não. Bởi vì thưa quý vị, ở tại đây đó, thì chúng tôi phải nói một điều rằng trong những bản dịch tiếng Việt, nhiều khi nó lại có một điểm tế nhị mà chúng ta dịch đó, chúng ta không có dịch đúng cái văn phong, mà qua đó nói lên cái sự an nhiên từ đúng của Đức Phật. Lấy ví dụ là đầu bài kinh này, khi mà tôn giả Xá Lợi Phất mà thuộc lại cái lời chỉ trích của Sunakkhata, thì trong cái bản dịch ở đây thì nó là kẻ ngu si. Sunakkhata không hề có một cái nhận thức về Như Lai là bởi ứng cúng chánh biên tri vân vân. Thì cái văn phong đó có thể làm cho một số người nghe và hiểu lầm rằng Đức Thế Tôn đã nổi giận khi mà Sunakkhata chỉ trích Ngài. Nhưng mà kỳ thật cái chữ Mokkhapurisa là người rỗng không, là người không có hiểu biết. Thì chúng ta có thể nhìn khác. Ví dụ như là Ngài Sariputta, người thiếu trí hay là người rỗng không, như Sunakkhata không thể có được sự nhận biết về Như Lai. Và trong cái văn phong đó cũng không có lột lên được. Cái cách nói rất là ôn tồn, rất là nhẹ nhàng, rất là tự tại của Đức Phật, mà khi chúng ta nghe thì chúng ta nghe có vẻ hơi nặng nề. Ở trong nhiều trường hợp trong luật tạng, khi mà một vị tỳ kheo làm một việc sai quấy và Đức Phật nhân đó Ngài khiển trách, và sau cái lời khiển trách đó thì Ngài lại ban hành một điều luật. Thật ra thì về điều này đó, chúng tôi phải nói rằng rất ít vị nào dịch tạng luật cho đến nay mà chúng tôi được biết được, mà cái ngôn phong, cái văn phong mà tương đối là đủ tốt, đủ thích hợp để vừa nói lên cái lòng từ bi của Đức Phật, mà vừa nói lên sự nghiêm túc, nói lên cái quy đức của một vị đạo sư trước khi ban hành một điều luật. Và điều luật đó được tăng chúng thọ trì trong hàng ngàn, nhiều ngàn năm sau. Cái này là cái khó thưa quý vị. Dạ, cái này cái khó. Bởi vì như chúng ta thường nghe nói là giáo bất nghiêm sư chi đoạn, thì Đức Phật là bậc đạo sư đó, thì Ngài luôn luôn có những cái lời nghiêm huấn. Và lời nghiêm huấn này nếu chúng ta không có dịch khéo đó, thì nó trở thành lời một cách nói rất là nặng nề. Và đây là vấn đề. Thì phải nói rằng Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ngài đã đoạn tận phiền não, mà qua lời nói, hành động và ý nghĩa của Ngài không có thể hiện, không biểu lộ phiền não. Thì chúng tôi nói rằng có một vị đệ tử Phật, và vị này là tôn giả Ananda, là vị thị giả của Đức Phật. Tôn giả Ananda là bằng tuổi với Đức Phật. Ngày mà Đức Thế Tôn đản sinh ở tại vườn Lumbini, thì tôn giả Ananda cũng chào đời ở tại Tavilawatthu. Đức Thế Tôn 36 tuổi Ngài trở về lại Kapilavastu, thì năm đó tôn giả Ananda cũng 36 tuổi. Khi Đức Thế Tôn 80 tuổi viên tịch Niết Bàn, rồi bây giờ tôn giả Ananda thị giả của Đức Thế Tôn cũng 80 tuổi. Tôn giả Ananda là một vị thị giả với đầy đủ sự thương kính với Đức Phật, nhưng là một bậc đại trí tuệ. Cái kho tàng chánh pháp mà chúng ta được thừa hưởng ngày hôm nay, ngay cả như bài kinh hôm nay mà chúng ta được đọc, là cũng là do tôn giả Ananda đã ghi nhớ từ Đức Phật và sau đó trung tuyên lại cho tất cả chúng ta. Chúng tôi nói như vậy thì nó muốn nói rằng tôn giả Ananda là một vị bằng tuổi với Đức Phật, là một nhà trí thức, là một người hiểu đạo, hiểu đời, chứ không phải là một người cuồng tín, là một người tin mà không biết gì về bậc đạo sư của mình.
Và tôn giả sống rất gần với Đức Phật, đã đi theo Đức Phật gần như ở trong mỗi ngày, ở trong suốt 25 năm, từ khi Đức Thế Tôn 55 tuổi cho đến khi Ngài viên tịch. Và suốt thời gian đó, thưa quý vị, tôn giả biết rất rõ về Đức Phật. Và những gì mà tôn giả tường thuật về Đức Phật thì chúng ta thấy đó là một bậc hoàn toàn thanh tịnh, một bậc trọn lành. Và vì vậy Đức Thế Tôn rất khác với những vị giáo chủ khác, là không có những cái ẩn khuất, không có những cái mơ hồ về cuộc sống của Ngài. Và chúng ta có thể khẳng định qua cái hành quả của tôn giả nên đó, một chỉ giả của Đức Phật. Và dĩ nhiên còn có nhiều thứ khác nữa. Nên chi ở đây Đức Phật Ngài không hề nao núng, không hề ngại ngần khi mà Ngài tự nhận Ngài là một bậc đoạn tận phiền não, không còn các lậu hoặc. Bởi vì sao vậy? Tại vì đó là một sự thật. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái tính vô úy thứ ba, là Đức Thế Tôn đã dạy cái pháp, những pháp về chướng ngại, chướng ngại cho cuộc sống, chướng ngại cho sự an lạc, chướng ngại cho sự tu tiến, sự tiến bộ trên đời sống tinh thần, thì chưa có lời nào của Đức Phật về những điều này mà có thể chỉ trích, mà chỉ trích một cái đúng pháp được. Thí dụ như Đức Phật nói rằng người ưa thích đám đông, đó là cái trở ngại cho sự tu tập thiền định. Thí dụ Ngài nói rằng những ai chấp thủ sở đắc và sở chứng của mình sẽ là trở ngại của sự tu tập, mặc dù cái sở đắc sở chứng đó rất là cao quý. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng ham muốn sanh lo âu, ham muốn sanh ra lo sợ, dạ, thì điều đó nó là một điều chắc định, điều chắc chắn, chưa bây giờ có một điều gì mãi mãi sai chạy về việc đó. Hơn 25 thế kỷ qua rồi, từ khi Đức Thế Tôn khuyên tịnh, những lời dạy của Ngài về những chướng ngại, về những cái trở lực của đời sống tinh thần, của đời sống nội tâm, của cuộc sống tu tập, chưa bao giờ một mãi mãi sai chạy mà có một ai có thể phủ nhận được điều. Lấy một ví dụ, một câu nói mà của Đức Phật mà thường nhiều người nghĩ đó, nhiều người được nhắc đến đó là chánh pháp như chiếc thuyền qua sông. Này chư tỳ kheo, chánh pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp, hay là huống gì là phi chánh pháp. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng tất cả những gì mà gọi là sở đắc sở chứng trên hành trình tu tập, cho dù đó là giới hạnh trang nghiêm, cho dù đó là thiền chứng, vân vân, thì tất cả những điều đó không nên là một điều tự mãn, không nên là một điều để câu chấp, mà trái lại nên hiểu là đó là một phần của hành trình. Và nó là một giai đoạn của hành trình, thì đến được thì đi được, xây dựng được rồi phải bỏ được. Là vì vậy khi Đức Thế Tôn gọi là này chư tỳ kheo, đó là pháp chướng ngại, thì không thể nào có một ý nghĩa nào khác ngược lại với điều chướng ngại đó. Và thưa quý vị, trong cái ý nghĩa về điều vô sở quý thứ tư, là Đức Phật Ngài từng dạy rằng này chư tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường diệt khổ. Chúng ta càng học, càng đầu sâu vào lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn dễ dàng rằng những lời dạy đó có một mục đích rằng là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đức Phật Ngài không giảng dạy giáo pháp để thỏa mãn tri thức. Đức Phật không giảng dạy giáo pháp để hơn thua, để làm sao có đông đảo tín đồ. Đức Phật không giảng dạy giáo pháp để phô trương cái tri kiến của mình, mà Đức Phật giảng dạy giáo pháp chỉ với một mục đích là dẫn đến giác ngộ giải thoát. Một điều rất gần và rất dễ hiểu về cái hiệu năng của chánh pháp thì được thí dụ như là Đức Phật như một vị thầy thuốc, và giáo pháp như là cái phương pháp trị liệu mà vị thầy thuốc đưa ra. Vị thầy thuốc không có đưa ra một phương pháp trị liệu mà trong đó để làm đẹp, để làm màu, để gây ấn tượng, mà trái lại
căn bệnh đó là một căn bệnh cấp tính, còn căn bệnh đó là căn bệnh trầm kha, căn bệnh đó cần có phương pháp trị liệu kịp thời. Thì trong cái sự trị liệu kịp thời, như là lửa cháy mà cần phải chữa, như là con bệnh dần dà đi đến chỗ tắc thở cần phải thuốc đi trị liệu, thì nó không có được cái dư giả thì giờ để làm những chuyện phí phạm, mà trái lại là chỉ làm những gì cần thiết nhất, và chỉ như vậy thôi, đơn giản là cần thiết nhất. Thì Đức Thế Tôn ngài khẳng định rằng xưa là xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, và về điều này không ai chỉ trích Đức Phật được, kể cả Sư Nát Khát Tát. Sư Nát Khát Tát đã từng muốn rằng Đức Phật dạy làm sao cho mình đạt đến thiên dĩ thông, nhưng mà Đức Phật ngài không thỏa mãn Sư Nát Khát Tát điều đó. Manu Nhất Khát cũng đã từng đưa ra 10 câu hỏi cổ điển: thế giới thường hằng hay không thường hằng, thế giới hữu biên hay vô biên, vân vân. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng không trả lời. Vị này đã từng nói với Đức Phật rằng nếu Thế Tôn không thỏa mãn cho con những điều đó, con sẽ rời bỏ giáo pháp. Thì Đức Phật khẳng định rằng cái chuyện mà là thỏa mãn cái sự tò mò về tri thức, thỏa mãn tri thức không phải là mục đích giáo pháp. Và Đức Phật ngài cố phải ngài thuyết pháp để có đệ tử hay để giữ đệ tử lại, mà ngài thuyết pháp ngài khẳng định rằng ngài thuyết pháp với mục đích gì, và những ai hành trì được cái lợi lạc gì, điều đó Đức Phật ngài nói rõ. Và ngoài những điều đó thì Đức Phật không nói. Và khi Đức Phật cầm những cái lá simsapa trên tay đó, thì ngài cũng khẳng định rằng cái gì mà Như Lai biết như lá cây trong rừng, và những gì mà Như Lai tuyên thuyết nó ít như cái nắm lá trong tay. Không phải Đức Phật ngài muốn giấu, nhưng mà hiểu biết là vô cùng. Nhưng mà cái gì mà thật sự thực tế, thật sự có lợi lạc, thật sự hướng đến giác ngộ giải thoát, thì Đức Phật ngài dạy ở mức độ vừa phải, chừng mực, vừa đủ để giác ngộ giải thoát. Chứ ngài không muốn chúng ta lao mình vào những cái kiến thức mong manh, để rồi phí phạm thì giờ, để rồi chìm ngập ở trong đó. Về điểm này, thưa quý vị, giống như câu chuyện mà chúng ta nghe về trường hợp một vị vua ở xứ Nghìn Lã Một Đêm, mà ngày xưa chúng ta gọi xứ Ba Tư, bây giờ chúng ta gọi Arendt, ở trong quyển Nghìn Lã Một Đêm. Thì vị vua này, thưa quý vị, đi đó đi đây và nghe rất là nhiều những cái kiến thức của cuộc đời, từ kiến thức trong việc ăn, việc nói, trong việc chăn dân trị nước, ở trong văn học, nghệ thuật, triết học. Và vị này khao khát trở về để làm sao để sưu tập một cái kho tàng kiến thức, mà chúng ta nói cách đơn giản là làm nên một cái thư viện để ghi lại những điều đó. Thì vị này đã triệu họp quần thần lại. Và thời bấy giờ người ta rất là ưa thích những cái kiến thức của nhân loại. Do đó mọi người đều tán độc là bỏ ra một số tiền lớn để dùng những cái miếng da thuộc như da bò, da trâu để ghi sinh đó những cái tinh hoa của nhân loại. Và sau 15 năm thì người ta đã hân hoan đến trước nhà vua và tâu rằng: tâu đại vương, điều mà đại vương mong muốn thì chúng hạ thần đã thực hiện được, và xin đại vương hãy đến đây để thưởng thức cái công trình đó. Thì khi nhà vua đặt chân đến cái thư khố thì bước vào, thì quả thật đó là một công trình rất lớn, một cái thư khố mênh mông chẳng những lớn về lượng cũng như phẩm. Và nhà vua đã đi một vòng mất nhiều giờ đồng hồ, và cuối cùng nhà vua đã nói với các quần thần rằng: trẫm thật cảm kích những gì các khanh đã làm, nhưng mà 15 năm qua rồi, trẫm ngày nay không còn như ngày xưa nữa. Một cái quyển sách dày như vậy mà để cầm lên nó đã nặng đề rồi, mà bảo đọc hết cái này thì thật ra trẫm không còn có đủ cái sức để làm như vậy. Thì hôm nay trẫm sẽ đặc biệt
ban thưởng cho tất cả những ai đã đóng góp vào công trình này. Nhưng mà trọng lại các thanh làm thêm một việc nữa, là các thanh hãy bỏ thì giờ nhờ những người mà có trình độ, có khả năng đọc tất cả những quyển sách trong thư khố này và gom lại thành một quyển bách khoa thư. Và trong quyển bách khoa thư gọn đó có thể tóm tắt gãy gọn những gì mà các anh đã sưu tập trong thư khổ này. Thì thưa quý vị, người ta mất thêm 5 năm nữa, rồi cuối cùng một số những lực sĩ được huy động để mang một quyển sách rất dày vào ở trong cung đình và trình lên nhà vua muôn thâu thánh thượng. Điều mà thánh thượng muốn thì chúng hạ thần đã làm, đó là cô đọng những gì trong thư khố lại thành một quyển bách khoa thư và xin trình lên thánh thượng. Nhà vua lúc đó đã già rồi, mặc dù nguyên một cái thư khố lớn như là một hoàng cung đã dựng nên, nhà vua chẳng những không có thì giờ sức lực để đọc, mà bây giờ quyển bách khoa thư, như quý vị nào thấy những quyển encyclopedia ngày hôm nay thì quả thật là ở cái tuổi già mà dở ra thật cũng khó. Nhà vua một lần nữa là ca ngợi, thưởng công cho những người đã làm được bộ bách khoa thư này. Nhưng mà nhà vua nói rằng, chư hiền khanh, ở đây vị nào là vị yêu thích đọc sách, yêu thích kiến thức, hãy làm ơn làm dùng trọng một điều là hãy đọc qua từng trang của bách khoa thư này và rồi cho trọng biết cái tinh túy, cái cốt lõi của kiến thức loài người là gì. Thì thưa quý vị, người ta ngó qua ngó lại, cuối cùng họ tìm được một vị thượng thư nổi tiếng là Văn Hay Chỉ Tốt để gửi làm việc đó. Và vị này đã bỏ ra 3 năm để đọc lại bách khoa thư này và tìm những gì cô độc nhất. Và thưa quý vị, đó là một ngày rất buồn. Vậy vị này quyết định đến gặp nhà vua, và lúc đó nhà vua đang hấp hối ở trên long sàn. Và nhà vua gặp vị này, thì vị này bước tới đã nói nhỏ với nhà vua rằng, muôn thâu hoàng thượng, tất cả những thư tịch, tất cả những kiến thức của Đông Tây Kim Cổ về cuộc đời có thể tóm tắt câu này: tất cả mọi người sinh ra đều phải chết. Tất cả mọi người sinh ra đều phải chết, đó là cái lý lẽ của sự vô thường. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó chúng ta không biết là một câu chuyện thật hay là một hư cấu. Những câu chuyện thật đó nói lên một điều rất là quan trọng, là cho dù chúng ta có tiền muôn vạn vạn bao nhiêu thứ, cuối cùng rồi chúng ta cũng phải tìm ra một cái gì đó thật sự là hữu ích, thật sự là hữu dụng. Như trong một căn nhà bị cháy, mình phải tự đối diện với một câu hỏi rằng, khi căn nhà đang cháy, mình sẽ mang ra cái gì? Ở trong một cái thế giới của tri kiến, của trùng trùng điệp điệp những kiến thức, thì chúng ta phải rút ra một câu gì đó để làm cái hành trang cho mình. Hành trang đó không thể quá công trình, hành trang đó sẽ không có nhiều. Hành trang đó vừa có giá trị, và giá trị đó phải thực tiễn, phải thực dụng, phải hữu ích. Thì Đức Phật là bậc thiên nhân sư, là đấng thiên nhân sư. Trong cái nhìn của một bậc giác ngộ, thì thế giới này có muôn trùng ngàn thứ. Đừng nói gì đến thế giới này, nói chuyện trong một quốc gia, đừng nói gì đến quốc gia này, ở trong một thành phố, ở trong một căn nhà thôi. Nếu phải nói, chúng ta có thể nói không biết bao nhiêu chuyện để nói. Nhưng mà thưa quý vị, nói tất cả không phải là điều mà chúng ta muốn đâu. Chúng ta chỉ muốn nghe được những gì mà thật sự có giá trị, thật sự có lợi lạc. Và bởi vì vậy, Đức Thế Tôn, bậc đại giác, Ngài đã nói rõ một điều rằng, Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự thoát khổ. Cũng giống như một vị thầy thuốc đang ngồi trước căn con bệnh hỏi rằng thế này, thế kia, thế khác. Như vị thầy thuốc biết rằng con bệnh này đang ở trong hồi nguy kịch, chỉ có một việc nên nói là bạn đang bị cái gì và cần chữa trị như thế nào, đó là điều thiết yếu. Và Đức Thế Tôn chưa từng đi ra khỏi điều đó,
trong cuộc đời của Ngài, trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, Ngài không dạy những điều phù phiếm, những điều chỉ thỏa mãn tri thức mà trở nên vô bổ. Và vì cơ sở này, Đức Thế Tôn Ngài chưa bao giờ nao núng khi người ta nói rằng những điều gì mà Ngài dạy đó nó là thừa thải, chưa bao giờ có. Và như vậy là cái vô sự quý thứ tư của Đức Phật, tự nhận là hoàn toàn giác ngộ, không hề sợ hãi nao núng khi người ta có nghi ngờ là mình có hoàn toàn có thực sự là toàn giác hay không. Đó là cái vô sự quý của Đức Phật, tự nhận là đoạn tận phiền não. Mà trong đời sống có thể hiện ra cái phiền não tế thô nào không? Đó là điều mà Đức Phật không hề sợ hãi. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài dạy về những pháp mà Ngài gọi là chướng ngại. Ngài khẳng định đó là những ngăn ngại của đời sống tinh thần, và chưa bao giờ điều đó sai với sự thật. Đó là điều mà Ngài không hề nói đúng. Và sau cùng là Ngài chỉ dạy những điều gì có liên hệ đến hành trình giác ngộ giải thoát, Ngài chưa ra khỏi đó, thì đó là điều mà Ngài chưa từng nói đúng. Thì đó là tại sao đó đến vô sở quý của Đức Phật. Bây giờ thì chúng ta bước qua một phần khác cũng trong bài kinh này, đối với tám hội chúng. Thì thưa quý vị, sống trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng có dịp để đối mặt với người này và người khác. Nhưng mà trong giữa con người đó, thì nó có những cộng đồng. Nó chỉ cộng đồng ở ngoài, ở trong kinh điển trên từ xưa là hội chúng. Và những cộng đồng này đó, nó không hẳn là bao gồm tất cả, nhưng mà nó lại là những thành phần, những nhóm mà có một cái ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp, ảnh hưởng một cái tiền cách khác. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình sống ở trong một xã hội mà giao tiếp, mà mình là người quản giao, mình biết được là có nhiều thành phần, như thành phần cựu quân nhân, thành phần trí thức, thành phần văn nghệ sĩ, thành phần thương gia, thành phần chính trị, vân vân. Và kể cả có một thành phần gọi là xã hội đen nữa. Tất cả những thành phần đó, thì con người chúng ta đó thông thường chỉ cảm thấy thoải mái hòa nhập với thành phần nào mình thích. Ví dụ quý vị là một nhạc sĩ thì quý vị rất là muốn qua lại tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ. Và quý vị là một người trong giới chính trị thì quý vị muốn lui tới những chính trị. Một người làm thương mại thì muốn lui tới những thương gia. Thì người ta nói rằng mình chỉ thật sự thoải mái ở giữa những người cùng cách suy nghĩ, cùng cách hưởng thụ, cùng quan điểm. Và tại sao người ta tự nhận và người ta thường lui tới với những cái cộng đồng như ta nói là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Thì ở đây Đức Phật này đề cập đến tám hội chúng. Bốn hội chúng thuộc về nhân loại và bốn hội chúng thuộc về các loài hóa sanh. Bốn hội chúng thuộc về nhân loại đó là hội chúng sát đế lị, tức là giai cấp thống trị binh quyền. Chữ sát đế lị, thưa quý vị, là chữ âm của chữ khách kia, là nguyên quỷ. Khách tá nghĩa là ruộng vườn, và khách chi giá tức là người bảo vệ ruộng nhiều vườn. Nhưng mà đó là chữ xưa, nó có lý do. Như chúng ta đọc ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, ở đây chúng ta chỉ nói rằng giai cấp sắc đế lị là giai cấp vua chúa, giai cấp nắm binh quyền, giai cấp thống trị, và họ có cái sự vận hành về chính trị, về quân đội, về cái việc an dân trị nước, giai cấp sắc đế lị. Đức Thế Tôn xuất thân từ dòng sắc đế lị, tại vì Ngài nguyên là một vị quân vương dòng sắc giác. Thì Đức Thế Tôn Ngài có rất nhiều lần Ngài xuất hiện và Ngài tiếp xúc với cái giới này. Ngay khi mà Ngài rời Ca Tỳ La Vệ xuôi về Nam đến xứ Ma Kiệt Đà, thì một người đã đến gặp Ngài, đó là Vua Bình Sa Vương, về sau này trở thành đệ tử Phật. Và xuyên suốt
ở trong quãng đời hoàng đạo với Đức Phật, từ vua Bình Sa Vương, rồi vua Bà Tư Nặc, rồi vua U Đê Na, rồi vua Thiện Giác và nhiều vị vua khác, vua Tịnh Tạng chẳng hạn, Lý Tư gặp rất nhiều. Nhưng Ngài không sợ ai, Ngài không có Ngài không có tông phục ai. Và ở trong cái giai cấp đó, một cái giai cấp khác là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp Bà La Môn ở đây là chúng ta gọi giai cấp giáo sĩ. Và trường hợp này là một trường hợp rất đặc biệt của xã hội Ấn Độ. Bà La Môn giáo cũng như Do Thái giáo trước nhất là dựa trên cái sắc tộc, chủng tộc. Đạo Do Thái gắn liền với người Do Thái, đạo Bà La Môn gắn liền với những người mà thuộc giai cấp Bà La Môn, sinh ra bởi cha là Bà La Môn, mẹ là Bà La Môn. Và hãy sinh ra trong gia đình như vậy thì họ là Bà La Môn. Và trong cái vai trò Bà La Môn, họ làm nhiều thứ sinh kế, nhưng họ được xem là người có thẩm quyền để quản diễn kinh Veda. Kinh Veda tức là một thánh kinh của Ấn giáo, của Bà La Môn giáo. Thì kinh Veda được xem là kho tàng tri thức của nhân loại. Kinh Veda được xem là kho tàng tri thức của Ấn Độ giáo từ xưa cho đến ngày hôm nay. Thì những vị này đó, họ giỏi về lễ nghi, mà chúng ta gọi giống như thầy chuyên về thầy cúng. Họ giỏi về cái tri kiến thường thức, như là về chiêm tinh bói toán, về toán học, về y học v.v. Và những vị Bà La Môn này, họ có lúc đóng vai trò như là một triết gia, có đúng vai trò như một vị giáo sĩ, có lúc họ đóng vai trò như là những người cầm cân nảy mực ở trên phương diện mà quản giải về những cái văn tự nghĩa lý. Thì chúng ta sẽ tạm gọi họ là trong giới trí thức. Dạ, trong giới trí thức. Trí thức, nhưng mà cái trí thức của Việt Nam á, là trí thức của người có khoa bảng hay là có học thuật. Còn cái trí thức của xã hội Ấn giáo á, là những người mà được đào tạo và có một cái nội hàm hết sức là căn bản về Veda, kinh Vệ Đà. Và kinh Vệ Đà được xem như là một cái thư khố, một kho tàng của tri thức. Thành ra chúng ta tạm gọi là họ thuộc về giới tri thức. Giới sắc lý luyện chúng ta gọi là giới thống trị, giai cấp thống trị. Và Brahmana là giới trí thức. Cái giới gia chủ, giới gia chủ ở đây đề cập đến mà một danh từ gần nhất ngày hôm nay gọi là thành phần trung lưu. Thành mà phần này là vận hành cái guồng máy kinh tế của xã hội. Họ buôn bán, trao đổi, họ quyết định cái giá của các mặt, và họ là những người khiến cho cái guồng máy kinh tế được vận hành. Chúng ta tạm gọi ngày nay là giai cấp thương gia, cũng giống như ở bên Mỹ mà chúng ta nói là thành phần tư bản vậy đó. Tư bản về giai cấp thương gia. Và một giai cấp khác mà có một cái ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Ấn Độ, cũng như ở tại Âu Châu thời Trung Cổ, mà bây giờ thì từ từ lại mất đi, cái giai cấp tu sĩ. Giai cấp tu sĩ gọi là Samana, giai cấp hội chúng Sa Môn. Thì từ xưa đến nay đó, có những vị mà rời bỏ cuộc sống gia đình, sống đời sống không gia đình, sống như những vị ẩn sĩ. Những vị này thúc liễm thân tâm, có cái đời sống tương đối là một cái sự chuyển hóa thân tâm của mình, sống tốt hơn. Và trong xã hội Ấn Độ thì những vị sa môn đặc biệt là có một cái giá trị cao trọng. Và tiếng nói của vị sa môn thường ảnh hưởng đến những người khác về mặt tâm linh, về mặt tinh thần rất lớn. Và Đức Phật và chư đệ tử thường được xem là những vị sa môn. Thì bốn cái hội chúng Sắc Đế Lị, Bà La Môn, Gia Chủ và hội chúng sa môn đó là bốn cái thành phần nổi trội ở trong xã hội của loài người. Gọi là những hội chúng, gọi là những cộng đồng, bởi vì những vị này họ có những giá trị tương đồng, họ lui tới với nhau. Và nó là một chuyện rất là bình thường khi mà những vị này đối thoại với nhau. Sắc Đế Lị đối thoại với Sắc Đế Lị, Bà La Môn đối thoại Bà La Môn, gia chủ đối thoại gia chủ, sa môn đối thoại sa môn. Như là quý vị nghe trong kinh nhiều trường hợp mà Đức Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất và nhiều vị đệ tử Phật có mặt
ở tại các công viên, giữa những hội chúng sa môn ngoại đạo, những hội chúng du sĩ, tu sĩ ngoại đạo, thì những chúng ta nghe rất thường. Dạ, bởi vì sao vậy? Ở trong cái thành phần đó, hội chúng đó, người ta có thể nói một cách công khai, nói một cách hợp pháp. Chúng tôi lấy ví dụ như là một anh thợ sửa xe chuyên về máy móc không thể đến chùa để bằng những máy móc của nhà sư, hay là một nhà sư không thể vào trong một buổi hội thảo của những bác sĩ y khoa, tại vì nghề nào nghiệp đó, thành phần nào thì đó thành phần đó. Và trong xã hội loài người thì có bốn cái hội chúng phải được đề cập như vậy. Và một điều thú vị khác khi mà nói về những hội chúng hóa sanh đó, thì chúng ta biết rằng Đức Phật đưa ra bốn hội chúng: hội chúng tứ thiên vương, hội chúng đao lợi, hội chúng ma vương, hội chúng ma ma rác, và hội chúng phạm thiên. Thì quý Phật tử có nghe nói đến sáu cái cõi trời dục giới là cõi tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma đấu súc, rồi khóa lạc thiên, tha hóa tự tại. Nhưng mà ở trong đó không kể hết, và chỉ kể tứ thiên vương và hội chúng đao lợi. Thì theo trong kinh, tứ thiên vương là những người chư thiên có phước, nhưng mà cái phước không đơn giản là ngồi đó hưởng phước, ngồi không hưởng phước không có. Nói theo ngôn ngữ chúng ta là ngồi ở trong mát hưởng bát vàng không có. Những vị này sinh ra đời có quy lực, có phước, là lời khóa sanh, nhưng mà có chóp, có phần hành, có phần sự, như là những càng thác bà, những dạ xoa, vân vân. Và những vị này được chia sanh thành từng vùng đông nam tây bắc theo trong bốn phương vị, và có bốn vị thiên vương, người tứ thiên vương cầm đầu bốn hội chúng này. Thì theo trong kinh thì những hàng tứ thiên vương là thường có những cái liên hệ bằng cách trực tiếp gián tiếp đến xã hội loài người, và do vậy đó họ có cái quyền. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là nếu quý vị nào ở Mỹ, ở tại một cái nơi nào đó, đôi khi chúng ta không thấy được là đời sống của mình bị chi phối như thế nào bởi một số thành phần nào đó, một số cái người đó, thí dụ về chính trị, về văn hóa, về xã hội, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta càng sống lâu, càng biết rõ thì chúng ta biết rằng cuộc sống ở tại đây mỗi vài ba năm có bầu cử một lần, có khi là bầu cử thị trưởng, khi bầu cử thống đốc tiểu bang, có khi bầu cử thượng viện, hạ viện, có khi bầu cử tổng thống. Những người đó bình thường mình thấy không có liên hệ đến mình hết, nhưng mà thật sự họ có liên hệ đến mình. Thì tứ thiên vương với xã hội loài người cũng vậy. Tứ thiên vương là những vị thiên vương mà liên quan đến sự vận hành của thời tiết, giống như mưa gió, và ảnh hưởng đến mùa màng, ảnh hưởng đến thực phẩm. Tứ thiên vương khi mà loài người sống bạo ác, khi con người sống vô luân, thì nó có những ảnh hưởng từ tứ thiên vương khiến cho cuộc sống xáo trộn. Chúng ta có thể nói hết chi tiết, nhưng mà tứ thiên vương có cái liên hệ trực tiếp đến loài người, thành ra họ là một hội chúng mà tương đối có thế lực. Trên cái hội chúng thiên vương thì có hội chúng đao lợi. Hội chúng đao lợi được xem là những thượng cấp của tứ thiên vương. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là tứ thiên vương được tạm gọi là bộ phận về hành pháp, và đao lợi thuộc bộ phận gọi là lập pháp. Tuy nhiên là có đôi lúc chúng ta không biết rằng những vị như là chủ tịch hạ viện hay chủ tịch thượng viện ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng vị chủ tịch thượng viện có thể gọi những người ở trong giới tư pháp lên để mà đặt vấn đề rằng các anh đã làm gì mà quần chúng nổi giận như vậy, hay là trong bên hành pháp nói là các anh chi tiền thế nào mà việc này được hay không, việc kia không được. Thì ở đây chúng tôi không nói rằng ở Mỹ thì ba cái cơ quan là tư pháp, lập pháp và hành pháp là tam quyền phân lập, nó không cao không thấp. Ở trên thực tế thì có, nhưng mà đối với chư thiên tứ thiên vương tạm gọi là những vị hành pháp, và chư thiên đạo lợi giống như tạm gọi những vị lập pháp, thì có liên hệ với nhau và có liên hệ trực tiếp, và họ là những người có quyền. Bởi vì trong
Kinh nó có nói rằng có những trường hợp xảy ra ở trong cuộc đời này, và những điều đó làm cho cái chỗ ngồi của Đế Thích, của Thiên Chủ Đế Thích nóng lên. Là tại vì sao? Cái sở hành của loài người ấy, nó không ảnh hưởng đến chư thiên ở cõi Dạ Ma hay cõi Đấu Xuất hay cõi Tha Quát, nó hóa lạc thiên, mà nó là ảnh hưởng đến nó ảnh hưởng đến đến Đế Thích, và từ đó ảnh hưởng tới Thiên Vương. Thành ra cũng kể là một hội chúng đáng kể, là hội chúng Tứ Thiên Vương và hội chúng Đao Lợi. Đao Lợi đây là Tam Thập Tam. Tam Thập Tam nghĩa là 33, bởi vì trong kinh đề cập đến là có 33 người đã làm những cái phước hạnh sanh làm 33 vị thiên dẫn đầu, và trong 33 vị đó là Thiên Chủ Đế Thích lớn nhất. Thành ra cõi trời gọi là cõi trời Tam Thập Thiên, Tam Thập Tam Thiên. Thì thưa quý vị, ở trên cõi trời Đao Lợi có nhiều cõi trời nhưng mà không được kể là hội chúng, bởi vì những vị này là những chư thiên hưởng phước nhưng mà không có ảnh hưởng người khác. Nhưng mà có một cái thế lực khác gọi là hội chúng Ba Rác. Ở đây á, có lẽ cái người dịch cân nhắc thỉnh thoảng và Thượng Minh Châu cũng có dùng gọi là hội chúng Ma Vương. Trước nhất chúng ta nên biết chữ ma giống như trong tiếng Việt gọi là ma quỷ hay sợ ma rồi. Chữ ma đó không có phải là nguyên nghĩa chữ Hán, mà chữ ma đó là từ tiếng Phạn mà ra, từ tiếng Ma Rác. Dạ, từ tiếng Phạn mà ra. Thì cái hội chúng ma ở đây gọi là Ma Vương, thì mình nghe mình cảm tưởng như là đó là một hội chúng có nhiều vị thiên ma mà gọi là làm vua. Thật ra Ma Vương chỉ có một thôi. Dạ, Ma Vương chỉ có một. Nhưng mà những người gọi là tùy tùng, những người mà theo ma thì rất là nhiều. Và trước nhất chúng ta nên biết rằng cái vị thiên tử mà gọi là thiên tử ma đó, mà chúng ta gọi là Ma Vương, không phải là một người tầm thường, không phải chúng sanh tầm thường, mà là cái vị cao nhất của cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Và cõi trời Tha Hóa Tự Tại là cõi trời cao nhất của cõi trời dục giới, và cõi cao nhất của cõi dục giới. Có nghĩa là gọi đúng ra thiên tử ma, Ma Vương đó là một chúng sanh mà về cái phước, gọi là phước, phước về quy lực, cũng như là về về phước báo là đứng đầu ở trong cõi dục giới. Thì chúng tôi tạm gọi, ví dụ về là thiên tử ma giống như một nhà tư bản, nhà tài phiệt, tài phiệt rất là giàu, mà tài phiệt đã ảnh hưởng đến, không có trực tiếp để chấp chính, không trực tiếp để làm này kia, nhưng mà là một tài phiệt rất là giàu có. Và cái hội chúng của thiên ma thì giống như xã hội đen vậy. Và chúng tôi đã tạm hiểu là những thành phần mà buôn bán cần sa ma túy, thành phần mà có thể có cái ảnh hưởng, nhưng mà họ không có trực tiếp để trị nước, nhưng mà cái ảnh hưởng của họ thì không thể phủ nhận được, tại vì họ có tiền và họ là giới tài phiệt, họ rất có tiền. Thì ở đây chúng ta không dịch là hội chúng Ma Vương được, tại vì chỉ có ma vương chỉ có một thôi. Nhưng mà hội chúng của Ma Vương thì chúng ta gọi là hội chúng ma, thì giống như thành phần xã hội đen. Dạ. Thưa quý vị, ba cái hội chúng là hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Đao Lợi và hội chúng của Thiên Ma đó, là những cái chúng sanh mà có cái quy lực do cái phước báo. Nhưng mà trên đó nữa đó, còn có một chúng sanh khác, một hội chúng sanh có quy lực nhưng mà do thiền định. Thật ra thiền định nó cũng là một thứ phước, nhưng cái phước của thiền định nó khác với cái phước báo bình thường. Chúng tôi thấy ví dụ như là mình sẵn về cõi trời Đao Lợi hay là Tứ Thiên Vương, Đấu Xuất, Dạ Ma, Dạ Ma, Đấu Xuất rồi Tha Hóa Tự Tại, Hóa Lạc Thiên, là do mình làm phước gì đó, như là bố thí trì giới v.v. Nhưng mà để sanh về cõi Phạm Thiên đó, thì phải thành tựu các thiền chứng như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và Phạm Thiên này cắt là họ sanh ra do các thiền chứng, thành cái quy lực họ vô cùng, họ phi hành trong hư không. Và ánh sáng của họ thì là Phạm Thiên, chư thiên sắc giới, chư thiên dục giới không có so sánh được. Và những cái nhân vật như Phạm Thiên Sam Bắc Tý
hay là hình đồng phạm thiên chúng ta nghe, hay là phạm thiên Katikara, hay hoặc giả là phạm thiên Bát Cát, những phạm thiên mà chúng ta nghe, thì những phạm thiên này là những chúng sanh mà có thể nói là ảnh hưởng vô cùng. Chúng tôi tạm gọi phạm thiên sắc giới, ý chư thiên dục giới, thì giống như thương gia, giống như nhà chính trị, mà chữ đó chư thiên dục giới. Còn phạm thiên thì giống như những nhà trí thức, những người trong giới văn học nghệ thuật ấy. Họ là những thế ngoại cao nhân, họ không dự vào cuộc đời này, nhưng cả ảnh hưởng của họ chúng cũng nhận được. Tại vì sao vậy? Tại vì họ dẫn đạo về mặt tư tưởng, về mặt suy nghĩ của nhân loại. Thì bây giờ bốn hội chúng loài người là hội chúng Sắc Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, và bốn cái hội chúng thuộc loài hóa sanh là hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tam Thập Tam Thiên, hội chúng Ma Thiên Ma, và hội chúng Phạm Thiên, là những hội chúng có ảnh hưởng. Tại vì họ là những người, là những chúng sanh sống có tư cách là cộng đồng, vì họ có tương đồng với nhau một số điểm nào đó căn bản. Và Bà La Môn chơi với Bà La Môn, chơi Sắc Đế Lị chơi Sắc Đế Lị, Phạm Thiên giữa những Phạm Thiên, Ma Vương giữa những Thiên Ma, giữa những Thiên Ma chẳng hạn. Và những cái hội chúng này có ảnh hưởng, không phải họ chỉ tương đồng nhau mà họ có ảnh hưởng đến những chúng sanh khác, và họ có quy lực chứ không phải là tầm thường. Dù quy lực đó trong cái phạm trù nào đó, quy lực của giới thương gia, quy lực của giới trí thức, quy lực của những giới thống trị chẳng hạn, thì họ có quy lực. Và Đức Thế Tôn bậc Thiên Nhân Chi Đạo Sư, ngài tự tại giữa thế giới nhân thiên này, ngài xuất hiện trong rất nhiều trường hợp, rất nhiều nơi, và ngài cất lên tiếng nói của chánh pháp, một tiếng nói vô úy. Và cái tiếng nói vô úy đó vang vọng từ ngàn xưa và được ghi lại trong kinh điển cho đến hôm nay, chứ không phải chỉ là ca ngợi đơn thuần. Chúng ta lấy ví dụ như là Mangkhasutta, là kinh hạnh phúc, hay kinh Niệm Lành được Đức Phật ngài giảng cho một vị thiên. Thì ngài giảng cách đây hơn 25 thế kỷ về trước cho đến hôm nay vẫn còn giá trị. Hay là những lời mà Đức Phật dạy về những cái pháp mà một vị một người có thể làm cho hương lạnh, như là bảy cái hương lạnh pháp dạy một cái gián tiếp như qua xà thế, thì ngày hôm nay nó vẫn có giá trị như từ bao giờ. Và Đức Thế Tôn khi đi lại đối diện với những giai cấp, từ giai cấp Sắc Đế Lị và Lã Môn, Gia Chủ, Sa Môn, cho đến những cái hội chúng như là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Thiên Ma, Phạm Thiên, ngài không hề nao núng lo sợ. Ngài rất là tự tại. Do đó bởi vì ngài là Phật. Chúng ta nên hiểu rõ những điều này thì chúng ta mới hiểu tại sao là khi Đức Thế Tôn ngài rống tiếng đến rống trong sư tử, không phải là tiếng nói vô úy, không có cơ sở, không phải tiếng nói vô úy cái kiểu người điếc không sợ súng, không phải là tiếng nói vô úy bởi vì thầm sưng, mà tiếng nói vô úy này do có một cái nền tảng hẳn hồi, do có cơ sở hẳn hồi. Vì chúng ta là người con Phật nên biết điều đó. Vì vậy nếu chúng ta biết được thì chúng ta hiểu thế nào là một đấng đại hùng đại lực, và thế nào là một đấng Thế Tôn, một đấng Chí Tôn, thế nào là một đấng Thiên Nhân Sư. Thì lúc đó mỗi khi chúng ta lại Phật, lễ Phật thì chúng ta có thể nói là chúng ta cảm nhận và đến rất gần với Đức Phật. Thì thứ gì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Tiếp theo kinh Đại Kinh Sư Tử Hống. Ban đầu thì thật ra khi mà Thì Tổ Từ Siêu nhắn qua Đại Đức Từ Tri hỏi, thì chúng tôi nghĩ rằng bài này được chia làm 3 phần. Nhưng mà sau khi đọc lại đó thì chúng tôi thấy rằng nên chia thêm nhiều phần nữa, bởi vì có những đoạn mà chúng ta giảng không đủ thì thật sự chúng ta không cảm hết cái nội dung của bài kinh. Khi mà Đức Phật ngài giảng dạy bài kinh này thì có thể làm chấn động tâm tư của chúng ta. Tại sao Đức Phật là Phật? Tại sao Đức Phật là bậc đại hùng đại lực? Tại sao Đức Phật là bậc rống tiếng rống của con sư tử, tiếng rống của vô úy? Tại sao chánh pháp là vô úy chánh pháp? Và mỗi lần chúng ta nhìn vào biểu tượng hoa dục thì chúng ta thấy được cái giá trị của chánh pháp vô úy.
Xin thầy xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây, và bây giờ thì xin được không biết thượng tọa Tuệ Siêu thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan nghênh nói cho vài lời trước khi bước qua phần thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tuệ Siêu có nghe được không? Dạ, dạ xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Thành Đức Bồ Tát Thầy, trong khi chờ đợi thượng tọa giác đẳng soạn các khu thảo luận điều họp, chúng tôi xin tiếp lời đối với bài học hôm nay. Bốn vụ sự quý của Đức Thế Tôn, Ngài có được cái điều đó đã được, chúng ta đã được nghe Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải cặn kẽ thì không có gì để nói. Nhưng mà có điều là ở đây chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là cái sự phân đoạn, phân đoạn về cái đoạn 69, không 69. Lẽ ra thì trong cái lời bình, cái lời bình về tám cái hội chúng đáng kể trong tam giới mà Đức Thế Tôn, mà Đức Phật lưu tới một cách tự tại, cái lời bình đó cùng với kinh văn, cùng với cái đoạn kinh văn gom chung lại để cái đoạn 69 để vào cái ngày mai thì nó đúng hơn. Còn nếu mà bây giờ chỉ có để cái lời bình vậy là ngày mai chúng ta đọc kinh văn là không có lời bình, và như vậy thì ngày mai sẽ có một vị thượng tọa Pháp Đăng sẽ phải giảng giải lại tám hội chúng này. Chúng tôi mạo muội là thượng tọa Giác Đẳng đã giảng giải về tám cái hội chúng đó, cho nên bây giờ trong cái phần kinh văn, kinh văn đoạn này cũng ngắn thôi thưa quý vị, chúng tôi sẽ đọc lại luôn. Có nghĩa là ngày mai đó là chúng ta sẽ học về bốn sanh loại, và bốn sanh loại này chỉ có phần kinh văn chứ chưa có cái lời dẫn nhập, chưa có lời dẫn nhập cho cái đoạn kinh văn này. Thỉnh thượng tọa Giác Đẳng viết cái lời dẫn nhập cho bốn sanh loại. Ngài Đức Tự Trì chú ý giúp dùm ngày mai đó là đăng bài, là bài học sửa lại, thay vì là bài 23 chúng ta sửa bài 22. Chúng ta học bốn sanh loại với cái lời bình, với cái lời dẫn nhập được viết bởi Sư Thúc. Còn bây giờ thì chúng vị tiếp theo cái lời dẫn nhập của đoạn 6069 tám hội chúng đáng kể, tức là trong đó có bốn hội chúng thuộc về nhân loại và bốn hội chúng thuộc quá sanh. Mà Đức Phật ngài dạy rằng này Sariputta, có tám hội chúng này: hội chúng Sắc Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tâm Thập Tam Thiên, hội chúng Thiên Ma, hội chúng Phạm Thiên. Này Sariputta, có tám hội chúng này. Này Sariputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở quý như vậy, đến gần và vào tám hội chúng này. Này Sariputta, ta nhớ lại đã đến hàng trăm hội chúng Sắc Đế Lị. Tuy vậy, trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để nghĩ rằng
chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ ám ảnh ta. Vậy đó, cái đoạn này nó, những cái đoạn như thế đó nó tương ứng với cái bài giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng khi nãy, các vị nghe chú ý. Vì ta thấy không có lý do vì như vậy nên ta đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô vui. Và này Sa Đà Phật, ta nhớ lại đã đến hàng trăm hội chúng và lễ môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng thiên vương, hội chúng tam thập tam thiên, hội chúng thiên ma, hội chúng đoạn thiên. Ta đã đến hàng trăm hội chúng phạm thiên. Tuy vậy trước khi ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi ta nói chuyện và trước khi ta đàm luận, này Sa Đà Phật, ta thấy không có một lý do gì để nghĩ rằng chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh ta. Này Sa Đà Phật, vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, không có đạt được sự không sợ hãi, đạt được vô sự quý. Này Sa Đà Phật, ta nói như vậy, sự thành tựu như vậy, nếu vậy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm tư ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ bên. Thưa quý vị, ở đây trước nhất là Đức Phật Ngài giới thiệu về tám hội chúng, và Ngài đã nói rằng đối với tám hội chúng đó, từng hội chúng Ngài đã đi đến họ nhiều lần, và đến cả trăm hội chúng như vậy. Và khi mà đi đến giữa hội chúng đó, Ngài đi đến một cách dạn dĩ, không sợ hãi. Ngài không cảm thấy sợ hãi trước cái hội chúng đó, dù cho hội chúng Sắc Đi Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, hay là hội chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tâm Thập Tâm Thiên, hội chúng Thiên Ma, hội chúng Phạm Thiên, Ngài cũng không có sự sợ hãi. Ngài đạt được vô sự quý đó. Và cái đoạn cuối đó thì Ngài nói rằng khi mà Ngài giống như cái giống sư tử như vậy, Ngài thành tựu như vậy, thì những người ở trong này, Ngài dùng cái từ gọi là người ấy, nếu người ấy, tức là ám chỉ cho Sunakata, thì Sunakata Nichawi, ông ta đã rêu rao, đã chỉ trích về Đức Phật. Và Ngài nói rằng nếu người ấy không từ bỏ lời nói đó, không từ bỏ tâm đó, không đoạn trừ tà kiến đó, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ qua một bên. Ở đây đó, đặc biệt trong cái bài kinh, trong cái bài Đại Kinh Sư Tử Hốc này, chúng ta phải nhớ một điều là nhân cái dịp này, Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên cái pháp đặc thù mà Ngài đã đạt được, như là rống lên tiếng rống sư tử. Và những điều mà Ngài đã đạt được đó, Ngài đã nói lên rõ ràng. Nếu như những ai nghe có niềm tin và có sự quan hỷ, thì người đó sẽ thành tựu được phước báo, sanh về cõi trời. Nếu ngược lại, khi mà mình nghe, mình biết Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Đấng Như Lai có thập lực tuệ, có bốn pháp vô sự quý như vậy,
và những cái pháp mà ngày mai ngày mốt này chúng ta sẽ học tới. Thì khi mà chúng ta biết có như vậy mà mình vẫn có cái lời nói xuyên tạc phỉ báng Đức Phật, hạ thấp Đức Phật, đó được xem như là một cái tà kiến, và người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục, giống như là quăng bỏ một cái vật nặng xuống dưới đất, rơi vào địa ngục nhanh chóng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học cái bài kinh này, ngoài cái việc mà chúng ta nghe và chúng ta hiểu được thập lực tuệ của Đấng Như Lai là cái gì, bốn pháp vô sở quyết của Như Lai là cái gì, và cái sự dạng dĩ, cái sự tự tại vô ngại của Đức Phật khi Ngài đi đến tám vào hội chúng như thế nào, chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta nên có cái tâm kính tin và tán thán Đức Thế Tôn. Đừng bao giờ chúng ta có một cái ý chống trái và xuyên tạc Đức Thế Tôn, điều đó nó sẽ không tốt cho chúng ta. Và nếu như chúng ta giữ vững được niềm tin và chúng ta tán thán Đức Phật thì chúng ta lại có cái phước báo. Quý vị có biết rằng đối với Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, khi mà chúng ta tán thán được Đức Phật, chúng ta được thành tựu cái quy lực là chúng ta sẽ có được cái sự an vui, thoát khỏi sự khổ đau. Còn nếu như mà mình tán thán giáo pháp thì như vậy cái sự lo sợ nó sẽ được tiêu tan, cái quy lực pháp. Còn nếu mà tán thán tăng chúng, nhất là chư vị thánh tăng, khi mà chúng ta tán thán chư vị thánh tăng thì chúng ta sẽ được một cái phước báo là chúng ta tật bệnh được tiêu trừ. Ở trong bài kinh Phúc Chúc mà trong kinh điển có ghi lại là như vậy. Ngoài ra cái điều này chỉ là một thôi, những cái điều khác cũng còn nữa. Ví dụ như chúng ta tán thán Đức Phật thì chúng ta sẽ thành tựu được cái quy lực, cái thế lực lớn. Chúng ta tán thán giữa pháp thì chúng ta sẽ thành tựu được cái trí tuệ nhiều. Chúng ta tán thán về tăng chúng thì chúng ta sẽ thành tựu được cái lợi lộc là pháp. Thì cái đó là theo trong chú giải ấy, thưa quý vị. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta đọc kinh điển, những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói về cái pháp tánh của Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, nói về đặc điểm của giáo pháp, hay là nói về cái đặc hạnh của tăng chúng, chúng ta nghe xong chúng ta có cái sự quan hỷ, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được nhiều không hạnh, nhiều cái phước báo. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin được tiếp lời Thượng Tọa Giác Đẳng để nói cái phần sau, tức là cái phần tám hậu chúng, nói xong cái phần kinh văn, cũng như có một vài lời để chia sẻ với quý vị về cái bài học ngày hôm nay. Khi mà chúng ta tán thán Đức Phật, bây giờ thì chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đã soạn được cái, đã có câu thảo luận rồi, xin cùng tỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại điều hợp với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy. Sao tôi kính trình Thượng Tọa Thế Xuân, bất Thượng Tọa Thế Xuân, nhân Thượng Tọa đang ở trước máy, Thượng Tọa quan hỷ giải thích thêm là
ở đây khi nói đến loài người, Đức Phật chia ra bốn hội chúng, như là hội chúng Sắc Đế Lì, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ và hội chúng Sa Môn. Thì cái cách phân chia này nó có giống như cách phân chia giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ. Chúng ta thường nghe ở trong kinh đề cập đến, và ngày hôm nay Ấn Độ cũng còn phân chia là giai cấp Sắc Đế Lì, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lì, giai cấp Phệ Xá, giai cấp Thủ Đà La. Thì cái sự phân chia bốn hội chúng của loài người nó có tương đương với cách phân chia với sự phân chia cấp Ấn Độ, và nó có mang cái tính cách giống như vậy hay không? Xin kính xin sư tổ quan nghị trở lại. Thưa một thầy nhé. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cái sự phân chia bốn giai cấp ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói đến bốn giai cấp, bốn hội chúng trong kinh điển, thật sự khác với cái sự phân chia giai cấp trong xã hội Ấn Độ. Vì bốn giai cấp xã hội Ấn Độ, cái sự phân chia như vậy là do nơi những người ở trong giai cấp quý tộc mà họ tự phân chia để mà họ đưa họ lên và họ chà đạp người khác trong xã hội xuống. Tức là giai cấp Sắc, giai cấp Bà La Môn là họ xem như là họ cao quý nhất ở trong cái xã hội Ấn Độ, và họ dương bộ cho giai cấp Sắc Đế Lỵ là những người thuộc về giai cấp thống trị quốc độ, giai cấp vua chúa, giai cấp hoàng tộc. Thì hai giai cấp đó họ luôn luôn bảo vệ cái quyền lực của cái giai cấp họ. Còn cái giai cấp thứ ba, tức là giai cấp Vế Xá, Vế Xá tức là cái giai cấp thương gia, giai cấp của những người họ có tiền, có của, họ đi làm ăn, họ buôn bán giao dịch. Thì ở cái giai cấp này thì nếu không có cái giai cấp thứ ba đó thì cái xã hội nó sẽ bị đóng băng, bởi giai cấp Sắc Đế Lỵ hay giai cấp Bà La Môn không làm gì mà để ra được đồng tiền, hoặc là làm gì ra được kinh tế. Do đó cho nên họ phải thừa nhận cái giai cấp thứ ba là quan trọng, nhưng mà vẫn dưới họ. Rồi họ xem thường cái giai cấp thứ tư, tức là giai cấp Sudana, giai cấp Thủ Đà La. Cái giai cấp Sudá đó, thì cái giai cấp này bị những người giai cấp kia họ coi thường, và họ xem như là họ là những người sanh ra trong xã hội chỉ là để làm nô lệ cho ba giai cấp kia thôi, làm nô lệ cho hai giai cấp Sắc Đế Lỵ và La Môn, và làm thuê cho cái giai cấp thứ ba. Thì chính vì chúng tôi phân tích điểm đó đó để cho quý vị thấy, quý vị hiểu được cái bối cảnh xã hội Ấn Độ mà họ phân chia bốn giai cấp. Còn đối với Đức Phật thì Ngài là một người chủ trương cái sự tu tập đưa đến sự giải thoát, bất luận là người ở trong giai cấp nào. Nhưng nếu mà người đó làm ác thì thời Sắc Đế Lỵ làm ác, Bà La Môn làm ác, cái hạng thương gia làm ác thì vẫn sanh xuống địa ngục.
hạng nô lệ làm ác cũng vẫn sanh xuống được một giống như nhau. Còn khi mà làm thiện thì dù cho người ở giai cấp thủ đà la, giai cấp nô lệ, mà họ hướng thiện, họ làm các cái điều công đức phước báo, thân nghiệp tốt đẹp, khẩu nghiệp tốt đẹp, ý nghiệp tốt đẹp, vẫn sanh về cõi trời. Hạng gia chủ, trung gia gia chủ cũng vậy. Rồi đến hạng sát đi liệu và lâm môn, làm thiện vẫn sinh cõi trời giống như nhau. Cho nên Đức Phật Ngài phủ nhận cái việc mà đối xử phân biệt giai cấp. Còn ở đây, khi mà Ngài nói đến bốn giai cấp trong bốn hội chúng trong hiện tại, cái này là hội chúng chứ không phải là giai cấp. Cái chữ giai cấp đó xài cái chữ khu lá. Chữ khu lá nó còn có nghĩa gia đình mà cũng có nghĩa là giai cấp. Ô chất khu lá tức là cái người có cái giai cấp cao, và ni chất khu lá là người có giai cấp thấp. Ở trong kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ bài kinh Tiểu Kỳ phân biệt, Đức Phật Ngài có đề cập đến cái danh từ này, cái đề cập đến danh từ này. Cho nên chữ khu lá ở đây là chúng ta phải hiểu là giai cấp. Trong khi đó chữ hội chúng là chữ parisa. Chữ parisa ở đây là hội chúng, những người cùng chung với nhau một lý tưởng, cùng chung với nhau một quan điểm, và họ thường giao du quan hệ mật thiết với nhau, như vậy gọi là một hội chúng, gọi là parisa. Thì cái hội chúng trong xã hội nó được hình thành là do nơi cái công việc của họ. Cái sắc đế lị, cái hội chúng sắc đế lị là cái hội chúng của những người họ làm cái việc chính trị và họ cai trị quốc độ. Còn cái hội chúng Bà La Môn là những người mà công việc của họ là giữ cái văn hóa tế lễ, dịch văn hóa tôn giáo của xã hội, văn hóa tôn giáo của xã hội. Còn cái hội chúng gia chủ là những người họ làm ăn thương mại, hoặc là trồng trọt, hoặc là chăn nuôi, đi giao dịch buôn bán từ chỗ này sang chỗ khác, họ đổ chát, họ làm cho kinh tế của xã hội được bảo hòa, mua ở đây bán lại đằng kia và lấy hàng hóa về ở đằng kia, lại cái chỗ này không có mặt hàng này để họ bán. Họ làm cho cái kinh tế và cái đồ tiêu dùng của trong xã hội nó được san bằng. Còn cái hội chúng Sa Môn, đặc biệt là bên Ấn Độ, nó trở thành một cái hội chúng luôn nữa. Đó là những người mà họ xuất gia từ bỏ các cái giai cấp. Sắc đế lị cũng có thể cạo tóc đốc y cà sa để xuất gia thành vị Sa Môn. Bà La Môn họ cũng có thể cạo tóc đốc y cà sa trở thành một vị tu sĩ Sa Môn. Và cái hạng gia chủ cũng vậy. Do đó cho nên trong xã hội Ấn Độ lúc bây giờ có thêm một cái hội chúng, đó là hội chúng của những người xuất gia, những người xuất gia tu hành từ các cái giai cấp khác. Khi còn ở tại gia cư sĩ thì họ là những người có giai cấp sắc đế lị hay Bà La Môn hay là thương gia gia chủ,
nô lệ. Nhưng mà khi đã xuất gia rồi thì xã hội xem họ như là những hạng sa môn, sa môn á, là những người tu hành để rèn luyện tư tưởng, để rèn luyện tâm linh, thì như vậy mới có cái hội chúng thứ tư. Thì nói tóm lại là bốn hội chúng dùng ở trong kinh điển là Đức Phật này nói đến những cái hội chúng theo cái công việc làm của họ mà xã hội định đặt cho. Còn nó khác với bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ là do những người ở giai cấp quý tộc họ định đặt ra để họ bắt nạt những người có giai cấp thấp, họ xếp loại để rồi họ có thể thẳng tay họ đàn áp vân vân. Thì ở đây bốn hội chúng thì Đức Thế Tôn ngài chấp nhận, nhưng mà nói với bốn giai cấp á, thì Đức Thế Tôn ngài giảng cho hai thanh niên Vasistha và Phārādvaja nghe. Thì bốn cái hội chúng đó là ngài phản bác được việc và đối xử phân biệt vô vật, thì chúng ta cần phải hiểu như vậy. Do đó khác nhau bốn hội chúng và bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ có cái sự phân chia khác nhau, mặc dù có những từ như là sam bà la môn hay là sắc đế lị thì chúng ta nghe vậy. Còn cái giai cấp thứ ba thì khi nói đến hội chúng thì đó là cái hội chúng gia chủ, mà nói đến giai cấp thì đó là cái giai cấp phệ sát, quế sát, quế sát. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thông đường số 1 thượng tọa giáo đẳng vừa nêu như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa tu sư. Bạch thượng tọa tu sư, nhân thượng tọa còn ở trước máy đó, thượng tọa khoan hỷ chia sẻ thêm một vài cảm nhận của thượng tọa rằng khi mà Đức Phật ngài đề cập đến bốn cái hội chúng của loài hóa sanh, tức là chúng chư thiên vương, đạo lợi, ma thiên ma, rồi phạm thiên nhất, thì phải chăng là do cái sự tự đại của Đức Phật mà ngày nay người Phật tử không có thờ phượng thần linh giống như các tín tôn giáo khác không? Người Phật tử đúng nghĩa Phật tử đó, chúng ta không thấy thờ phượng những vị thần linh chư thiên nào giống như những tôn giáo khác. Từ đó có nghĩ như vậy không? Kính thỉnh từ đó quan hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chuyện mà Đức Thế Tôn ngài tự tại đối với cái hội chúng phạm thiên hay là thiên ma hay chư thiên, cái chuyện đó là chuyện của Đức Phật. Còn cái việc mà người Phật tử không thờ phượng thần linh, một người Phật tử chân chính là không có thờ phượng thần linh, không phải là họ dựa vào cái sự kiện Đức Thế Tôn tự tại đối với phạm thiên, thiên ma, rồi nghĩ rằng mình là con của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, cho nên không thờ người ta. Không phải như vậy, mà là vì người Phật tử sau khi hiểu biết được rằng cái thế giới của chư thiên, thiên ma, phạm thiên là cái thế giới của những chúng, của những loài hữu tình hóa sanh, và loài hữu tình hóa sanh đó nếu là chư thiên, thiên ma
thì những loài hữu tình này do đã tạo được những cái công đức phước báo khi còn ở con người, họ bố thí trì giới vân vân, họ sanh về cõi đó. Còn đối với Phạm Thiên là những loài hữu tình quá sanh, mà do nơi năng lực thiền định mà họ đã tu chứng đắc được thiền sắc giới, vô sắc giới ở trong trong kiếp khi họ còn thân nhân loại. Khi người Phật tử hiểu biết điều đó, đó thì người Phật tử cảm nhận rằng đối với những pháp gì là nhân sanh về cõi trời hay cõi Phạm Thiên, những thiện pháp ấy Đức Thế Tôn đã thuyết và ta đang thành. Như vậy thì ta vẫn có những cái thiện pháp mà các vị chư thiên có. Các vị chư thiên có những cái thiện pháp, nhờ đó mà được sanh lên như thế nào thì ta cũng có những thiện pháp đó. Đây gọi tức là tùy niệm ân đức của chư thiên. Cho nên người Phật tử khi thấy vậy thì khi thấy biết như vậy và tùy niệm như vậy thì người Phật tử sẽ tự tại, nghĩ rằng trên hết trong tam giới này là Đức Thế Tôn và Ca La Hán Chánh Đẳng Giác. Bởi vì chính Ngài cũng là Thầy của chư thiên, Ngài từng đi đến hội chúng chư thiên Phạm Thiên, thì đối với Đức Phật là đáng được thờ phượng. Còn như đối với chư thiên Phạm Thiên thì người Phật tử chỉ ngưỡng mộ và xem họ như là đồng phạm với mình, mình đồng phạm hạnh với họ. Do đó cho nên không có thờ, không có thờ cúng. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và có lẽ là bây giờ xin phép Thượng Tọa Giác Đẳng, xin phép chư tăng, vì sáng nay 3 giờ khuya chúng tôi phải thức dậy để mà chúng tôi đi dạy. Ngày mai chúng tôi bắt đầu dạy trở lại học viện, cho nên không có những cái ngày như thế này chúng tôi không có, chúng tôi không có dám thức khuya được. Xin Thượng Tọa Hoa Hỷ. Hôm nay thì chúng tôi rất là khỏe, chúng tôi khỏe, nhưng mà vì cái công việc cho nên chúng tôi phải nghỉ sớm một chút. Còn hôm nào chúng tôi không có công chuyện thì chúng tôi mới mệt, chúng tôi mới mệt để được nghỉ sớm. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thừa Sư. Bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Xin thỉnh Thượng Tọa Thừa Sư đi nghỉ. Và xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Khoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, là khi mà chúng ta nói đến chánh pháp vô úy là khiếp sợ, không biết khiếp sợ trước bạo lực, không biết khiếp sợ này điều này và điều khác. Thì ngày nay khi mà mình thuyết pháp á, có đôi khi mình tránh không đụng chạm, hay là mình ngại đụng chạm đồ này, đụng chạm đồ kia, thì cái sự tránh né đó nó có thích đáng không? Hay là chúng ta nên quan niệm rằng đối với sự tương thức chánh pháp thì chúng ta phải dám nói thẳng, dám nói thật. Mình quan niệm thế nào về điểm này? Xin kính thưa thưa con.
Hello. Dạ, yeah, con đang kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ quý thần tọa, kính chào quý cô phụ nữ Phật tử. Thì ở trong câu thảo luận số 3 đó thì như cái câu hỏi của cái câu ngọ nêu đó thì thật sự đó thì khi mà mình đi hoằng pháp đó thì rõ ràng là mình đã nắm được Phật pháp. Nhưng mà thường thường thì mỗi lần mà đi giảng đâu thì sư trưởng nhất là những cái đạo tràng hay là những cái chùa Bạch Tông đó, thì sư trưởng hay dạy cái nghĩa là mình tìm cái điểm chung thôi, còn cái điểm nào điểm mà dị biệt đó, thì mình đừng có nêu ra, mình nêu ra thì sợ mất lòng. Điểm chung là những cái giáo lý nào giữa hai bên có nói mà mình nương vào đó mình giảng là cho họ nghe và họ hiểu. Chứ còn nếu mà mình giảng mình gây ra cái sự xung đột thì cũng không nên. Nhưng mà nếu mà có những cái câu hỏi đó thì mình cũng phải trả lời cho nó rõ ràng, cho nó đúng và cho người ta có thể có cái sự hướng tâm vào, người ta nghe người ta sẽ hiểu biết. Nhưng mà thật sự thì chúng ta biết rằng đối với cái sự thuyết pháp đó thì có nhiều khi đó thì mình khéo léo chứ không phải là mình sợ hãi. Nhưng mà thường thường thì quý vị biết rằng mình giảng thuyết làm sao cho người ta tu tập được, chứ không phải là mình có nhiều khi mình thấy có nhiều người họ giảng với cách đập đổ, có nghĩa là đập đổ hết, không có chấp nhận. Thường thì mình có thể hiểu như là người ta đang ăn cái muỗng dùa thì nó vẫn đỡ hơn là phải vậy không có cái muỗng dùa. Nên thường thường chứ tăng ưa dạy cái câu là họ có tà kiến nhưng mà thường kiến nó đỡ hơn là đoạn kiến. Cái đoạn kiến là cái người nào mà họ nghĩ là chết là hết, cái người đó mới nguy hiểm nhất. Nhưng mà cái người nào họ tin có thần thánh, tin có cái sao đó thì họ cũng còn đỡ hơn. Họ tin có ông thần này, ông thánh nọ đó thì nó còn dần còn đỡ hơn là những người họ đoạn kiến, họ nghĩ là chết là hết. Cái người đó nó rất là nguy hiểm. Nên những cái chủ trương, những cái đường lối nào, những cái đảng phái nào mà họ chủ trương là chết là hết đó, thì những cái đảng phái đó họ rất là ác cái gì. Rất ác, họ đoạn kiến là rất là ác. Vì họ không tin có sự luân hồi, không tin có những cái hành động của sự luân hồi. Nên thường thường là họ luôn luôn họ không có thể nào tốt được hết. Còn khi mà chúng ta thuyết giảng thì chúng ta chỉ trình bày theo chánh pháp, trình bày theo chánh pháp để cho cái người nghe đó họ nghe và họ hiểu được cái chánh pháp Đức Phật giác ngộ. Chỉ còn thật sự đó thì chúng ta biết rằng khi mà mình thuyết pháp đó, thì mình hướng dẫn người ta từ từ. Có nhiều khi quý vị biết rằng chúng ta thấy Đức Phật cũng vậy, khi mà ngài thuyết giảng cho ai đó, thì ngài coi cái căn cơ trình độ người đó, ngày thuyết giảng thế nào cho phù hợp để cho người đó họ có thể họ hướng thượng được. Thì chúng ta cũng có thể hiểu như ở đời người ta cần món ăn gì để nó tốt cho họ đó, thì mình có món ăn thì cho họ ăn, cái đó là điều cần thiết. Nên thường thường thì quý vị thấy ví dụ như bây giờ thì chúng ta biết rằng có những khi mà chúng ta trình bày chánh pháp đó thì có khi chúng ta cũng khéo léo để mà trình bày, khéo léo để trình bày cho Phật tử họ hiểu được, họ hiểu được vấn đề mà có lợi ích cho họ. Bình thường thì quý vị thấy biết rằng ví dụ như bây giờ thì chúng ta thấy có nhiều cái việc mà như là trong cái pháp luật của Đức Phật á, như pháp luật của Đức Phật á, mà có nhiều khi chúng ta hiểu đó, chúng ta phải hiểu từ từ. Cũng như chúng ta thấy rằng con người chúng ta khi chúng ta bỏ cái sai đó, nhờ chúng ta học hiểu toàn diện rồi chúng ta bỏ cái sai được. Chứ còn khi mà chúng ta mà chưa có học hiểu toàn diện đó, chúng ta không dễ gì bỏ được cái sai. Thành ra nhiều khi chúng ta cũng biết Phật tử họ, nhiều khi họ chấp chặt một cái gì đó đó, thời gian từ từ họ cũng có thể hướng thượng được. Chứ còn nhiều khi mà mình nói đụng chạm họ, nhiều khi họ không có đến chùa, họ không có gặp mình nữa, thì cái đó là cái mất mát lớn đối với họ.
Thì chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Chứ còn không phải là chư Tăng không biết được những cái tri kiến này kia nọ, phải biết được. Nhưng mà thật sự ra đó thì thường thường đó thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó, Ngài là biết được cái căn tánh của chúng sanh, biết được các cái quyền của chúng sanh. Còn chư Tăng bây giờ đi thuyết pháp đó, thì thuyết như thế nào có lợi ích thôi. Có lợi ích. Ví dụ bây giờ thì quý vị biết rằng cũng có nhiều vị đó, khi mà đi thuyết pháp đó, những cái vị đó cũng là người đi dạy học được chứ nọ, nhưng mà họ nói rằng bây giờ thì họ không cần cái y tắm mưa. Thì chúng ta biết rằng cái y tắm mưa là cái y đó trong luật của Đức Phật cần có đối với vị tỳ khưu. Thì chúng ta cũng giữ những cái điều đó, chúng ta không có nên nói là không cần cái y tắm mưa. Và có nhiều khi đó, thì quý vị thấy rằng cũng có nhiều vị đó nói rằng thời chư Tăng là cái y tắm mưa đó, đó là để chư Tăng tắm mưa, bây giờ thì chư Tăng không có tắm mưa nữa thì họ không cần cái y đó. Mình nói như vậy thì mình cũng không có nên nói như vậy, cũng không nên hiểu như vậy. Và có cái dịp để mình làm phước, có dịp để mình tụ tập, mình nghe lời dạy của Đức Phật, đó là cái điều lợi ích. Bởi vì khi mình sống ở đời đó, mình biết rằng những cái luật lệ của Đức Phật ngày ban hành đó, thì mình không có hủy bỏ, mình cũng vẫn giữ gìn những cái truyền thống đó. Rồi mình cũng có tổ chức, nhưng mà mình biết rằng một vị tỳ khưu khi mà cái lễ dân y tắm mưa đó, thì là để tụ tập lại những người Phật tử để họ hiểu được Phật pháp thêm, họ có cái khái niệm về cái thời kỳ của Đức Phật, cái thời kỳ sơ thời. Nhưng mà thời kỳ đó có rất là nhiều những thánh chúng. Và cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà con người sống, cái vật chất nó không có nhiều như bây giờ. Nó cũng bị cuốn hút về những cái vật chất. Nhưng mà những cái vật đó là vật cần dùng đối với Tăng. Những vật đó là cần dùng cái thời kỳ của chư Tăng trong cái thời kỳ đó. Và Đức Phật này đã ban hành những cái học giới đó, thì mình gìn giữ những học giới đó thôi. Mình hiểu được như vậy. Thì chúng ta biết rằng khi mình nói đến cái việc mà mình đi thuyết giảng, hay là người mình trình bày những cái quan điểm Phật pháp đó, thì mình làm sao cho người Phật tử họ nghe và họ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, với cái ý nghĩa là làm cho họ tiến hóa, làm cho họ có cái sự an lạc. Nên thường thường thì chúng ta là Phật tử cũng vậy, chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải chắc lọc, chứ không phải cái gì chúng ta cũng nghe, người ta nói cái gì cũng nghe. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó là họ nói theo cái ý của họ, chứ nhiều khi họ không có nói theo cái chánh pháp. Nhưng mà nhiều cái Phật tử đó thì họ nghe như vậy, họ nghĩ rằng cái vị đó nói đúng cái chánh pháp, nhưng mà thật sự ra nhiều khi vị đó nói theo cái ý của mình. Cũng như vậy, chúng ta thấy rằng đối với một cái người nghe pháp, hay là đối với một cái vị giảng pháp đó, thì nhiều khi mình làm sao mà nó không phải xung đột. Bởi vì thường thường Đức Phật ngày không có tán thán cái sự gây xung đột. Chúng ta chỉ sống làm sao mà có cái sự tiến bộ, đó là cái điều rất là quan trọng. Và chúng ta nhìn nhận được các cái pháp đúng sự thật, đó là điều rất là quan trọng đối với người Phật tử, hay đối với vị giảng này giảng pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chánh pháp của Đức Phật là vô quý thật. Bởi vì Đức Phật này là bậc hiểu tất cả, nên khi mình thuyết giảng đúng theo cái cách, giống như người bệnh nào thì cho thuốc đó thì rất là tốt. Bởi vì cái người bệnh đó, là cái người mà họ khổ sở, thì bây giờ cần cái thuốc, điều đó là điều rất là quan trọng. Cần sao mình họ có bệnh, mình biết thuốc cho họ là được rồi, biết làm sao cho họ có cái sự lợi ích là cái điều đó là tốt rồi. Chứ còn mình thuyết giảng mà họ không có được cái lợi lạc gì đó thì nó cũng không có tốt. Vì mình không phải là mình khoe khoang cái kiến thức của mình, mà mình làm sao cho họ hiểu được cái Phật pháp, đó là điều rất là quan trọng. Thì theo con nghĩ rằng á, cái câu trả lời của con xin trình bày như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì tỉnh tường đó. Bây giờ thì con xin gửi mic cho tường đó. Sa thú kính trân thượng tọa, kính trân thượng tọa Pháp Đăng. Đại chúng Pháp Tính ơi, đại chúng Pháp Tính có nghe được không?
Nếu để học tính đang ở trước mắt xin trình đại học tính trả lời cho câu thảo luận số 4. Để học tính, hôm nay chúng ta nói về tinh thần vô úy. Và trong nhiều đoạn kinh chúng ta cũng nghe nói đến tính khiêm tốn. Khi nói đến tinh thần vô úy, chúng ta nói đến một cái sự nói thẳng, nói thật, không có ngại ngùng. Nhưng mà khiêm tốn là chúng ta nói đến cái sự khoan hòa. Thì theo đại đức Phật tính, tinh thần khiêm tốn và đức tánh vô úy có thể đi chung với nhau không? Hay là có cái này không thể có cái kia được? Xin kính thỉnh đại đức Phật tính. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiệt nam tín nữ. Qua câu thảo luận số 4 thì cái thái độ khiêm tốn và cái tinh thần vô úy thì hai cái điều này nó khác nhau, nó rất là khác nhau quý vị. Nếu mà nói về, chúng ta thấy rằng cái tinh thần vô úy của Đức Phật, có nghĩa là những gì Đức Phật biết rõ, Ngài điều tiên thiết, nếu mà cần thì Ngài tiên thiết, mà chẳng những Ngài tiên thiết mà Ngài không có sợ sệt hay là e dè bất cứ một cái hội chúng nào. Thành ra đó, trong cái trường hợp đó gọi là cái tinh thần vô úy. Còn đối với cái thái độ khiêm tốn đó, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ khác hơn quý vị. Nó sẽ khác hơn khi mà Đức Phật mà không cần nói, hoặc là cái điều đó Đức Phật không cần giải thích, thì Ngài dù cho có làm gì đi nữa thì Ngài cũng không có giải thích. Thí dụ như quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn nói, thế gian tranh cãi với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh cãi với thế gian. Thật sự ra đó, trong cái sự việc, những cái sự việc nào mà thế gian mà người ta tranh cãi với Đức Thế Tôn, Đức Như Lai đó, thì quý vị thấy rằng không thể nào mà người ta nói hơn, đừng có nói mà nói hơn, nói bằng Đức Thế Tôn cũng không có được. Nhưng mà lúc đó do Đức Thế Tôn thấy không có lợi ích, và những cái chúng sanh đó không có duyên để mà tế độ, thành ra lúc đó Đức Thế Tôn không thuyết giảng, hoặc là không có nói, hoặc là không có một cái sự giải thích. Còn đối với cái pháp vô úy thì quý vị thấy rằng lúc đó dù cho cái hội chúng đó họ lớn như thế nào, hoặc là họ quyền lực như thế nào, mà nếu mà khi mà cần thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ thuyết giảng, hoặc là Ngài sẽ nói lên. Hoặc là đối với những cái vị mà dù cho cái vị đó là như thế nào, mà hãy mà có đắc chứng là Đức Thế Tôn sẽ nói cái vị đó đắc chứng. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị mà sa di thôi, mới sa di 7 tuổi thôi, mà hãy mà cái vị đó đắc A-la-hán thì Đức Thế Tôn sẽ nói cái vị đó là đắc được A-la-hán. Không có một cái sự sợ sệt gì khi mà bị ai chất vấn, hoặc là bị một cái hội chúng nào đó, người ta tìm cái cách nào đó, người ta chất vấn, vân vân. Đức Thế Tôn không có những cái sự sợ sệt, hoặc là những cái sự e dè, trong khi mà những điều Đức Thế Tôn cần tuyên thuyết thì Đức Thế Tôn sẽ tuyên thuyết lên. Thành ra đó, đối với cái tinh thần vô úy thì tại sao mà chúng ta thấy rằng là có khác với cái thái độ khiêm tốn quý vị? Tại vì ở trong cái tinh thần vô úy này đó, thì Đức Thế Tôn đã thành tựu, Ngài đã có được, Ngài có được cái sự hiểu biết, Ngài biết tường tận, biết đi đủ hết đó. Thành ra Ngài tiên thiết ra đó, Ngài không có sợ sạch, bất cứ Ngài không có sợ sạch bất cứ một cái hội chúng nào hết.
Còn cái thái độ khiêm tốn thì quý vị thấy rằng có những lúc Đức Thế Tôn cần thuyết giảng trước hoặc là sau khi cái sự kiện xảy ra rồi, Đức Thế Tôn sẽ tiên thuyết, hoặc là người ta mời Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng, vân vân. Thì cái sự khiêm tốn này nó khác, là nó khác với cái tinh thần vô úy. Tinh thần vô úy là do không có một cái sợ sệt gì bất cứ một cái hội chúng nào hết, thành ra chúng ta thấy rằng cái tinh thần vô úy nó sẽ khác hơn cái thái độ khiêm tốn. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú khi truyền đại chúng Phật tính bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, kinh đại kinh sư tử hống và kinh số 12 vẫn còn dài, và chúng ta sẽ đi qua một số các phân đoạn tiếp theo ở trong vài ngày sắp tới, và những phân đoạn đó cho chúng ta một số các cái góc cạnh, cái nhìn về cái đức tính vô úy của Đức Thế Tôn. Và chúng ta nên hiểu rằng những điều này không đơn giản chỉ là một sự thẩm sinh hay là một cái sự tự nhận, mà qua đó chúng ta thấy có rất nhiều cái cơ sở quan trọng mà chúng ta là người con Phật không thể không biết tới. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trình chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy Giảng. Nam mô Bố Thầy Giảng. Sa thú lành thay con Từ Mẫn. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong các được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và Nam Mô Bố Thầy Giác. Do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng.
kiếp lành từ khẩu ý thân, hóa thành hôn quả thủy nhân tu sa bang su bang ga lang ga khan tu sa ba di va ta sa ba bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro da lang ho tu sa bang su bang ga lang ga khan tu sa ba di va ta sa ba tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ro da lang ho tu sa bang su bang ga lang ga khan tu sa Bà-đi-va-ta-sa-pa-sang-ka-lu-pa-ve-na-so-ti-hon-du-ye-ron-ta-ra-ng-vi-en-ca-ung-du-ta-lam-ge-ki-em-lan-yai-ho-ng-de-tu-va-yung-san-ra-dong-vi-en-han-chan-yat.